chơi vòng 2 Ai là siêu nhân. Chương trình sẽ đưa ra hai thử thách tương ứng với hai trò chơi vận động. Các bé sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách và phán đoán thời gian mà ba hoặc mẹ sẽ thực hiện xong đúng với kết quả mà chương trình đề ra. Thực hiện đúng với số thời gian dự đoán của bé sẽ nhận được 20 điểm. Nếu không đạt đúng số thời gian dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Sau hai vòng chơi, gia đình có tổng số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Gia đình có số điểm thấp hơn sẽ dừng cuộc chơi. Kính thưa quý vị, cả nhà cùng vui đang quay trở lại với vòng thi đấu thứ hai được mang tên Ai là siêu nhân. Với vòng thi đấu này thì ba và mẹ sẽ cùng hỗ trợ, hợp tác với nhau để dự đoán xem tối thiểu là một đáp án, tối đa là 10 đáp án đúng với 10 cụm từ khóa đang nằm trong vùng bí mật trên tay của Hoàng Rapper đây. Nào các con ơi, các con hãy phân chia đội hình đi, ai là người gợi ý, ai là người đoán. Vậy là tụi con cũng nghe được là chú Hoàng là đã phân chia rồi ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là cô mời Phương Anh trước đi. Con sẽ phân chia như thế nào nè? Dạ con nghĩ là ba của con sẽ gợi ý và mẹ sẽ đoán. Dạ thưa cô là ba của con sẽ gợi ý và mẹ sẽ đoán. Chúc đơn. Hai bên đều giống nhau hết. Ba là người gợi ý, mẹ là người đoán. Như vậy thì trong vòng 90 giây, ba mẹ các con có thể đoán được bao nhiêu từ khóa hợp lệ mà không phạm quy. Nếu mà ba mẹ mình kết hợp ăn ý thì đoán cũng dễ dàng, không khó đúng không con? Rồi, cô nghĩ là chắc là cô mời Phương Anh. Dạ, con nghĩ là ba mẹ con sẽ đoán được 3 từ. Ừ, mẹ con sẽ đoán được 3 từ, còn con? Hả, thưa cô là mẹ con sẽ đoán được 5 từ khóa. 5 từ, còn con? Con nghĩ là mẹ con sẽ đoán được 6 từ. Dạ, thưa cô là con nghĩ mẹ con sẽ đoán được. Mười từ khóa. Wow, từ 6 mà lên tới 10 luôn, nhiều quá. Nhưng mà mình chỉ có 1 phút 30 giây thôi đó nha. Con có muốn thách đố không hay là con nhường hay như thế nào nè? Dạ con sẽ nhường lại cho gia đình bạn. À, chiến lược của con là nhường lại đúng không? Biết đâu được đúng không nè? Hồi hộp quá. Mời ba mẹ vào vị trí. Ba Vũ lưu ý nè, chúng ta có 10 cụm từ khác nhau. Ba Vũ không được nói bất cứ chữ nào nó liên quan, nó giống như đề bài. Mình hãy nói từ gì nó đồng nghĩa, đồng thanh. Hoặc là những từ nào khó quá mình tạm thời mình cho qua để tiết kiệm thời gian. Lát nữa mình quay lại mình làm tiếp. Chuẩn bị nha. Vô. Nói đi ba. Thao thách. Thì sao? À, sổ chỉ. Xe chỉ. Xe kim. Xe chỉ luồng kim. Đi đi ba. À, đi là lạc. À, cưỡi ngựa. Có gì nữa? Những từ đồng nghĩa với từ này nè. Xe máy. Xe máy. Ủa xe máy liên quan từ này. Xe lôi. Cái từ này nè. Cưỡi ngựa. Hai rồi phạm quy. Chỉ liền, chỉ liền. Ba lẹ đó. Chỉ liền, nó nằm ở đâu? Chỉ liền, không nói chỉ. Chân, đầu gối. Đó. Rồi sao? Trái ngược với cái này. Trái ngược. Khô. Ướt. Có, lẹ. Đầu gối bị ướt. Không có. Quần bị ướt. Không phải. Hồi nãy nói đúng rồi. Cái bộ phận gì đây? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái đùi. Nguyên cái này. Cái chân, cái chân bị ướt. Gọi gì nữa? Tập tành, mới tập tành. Mấy chữ? Mới tập bước đi. Không phải, qua đi. Vu vơ. Mấy chữ nữa đã? 4 chữ. Hết giờ. Thật là đáng tiếc. Hồi nãy là đáp án đầu tiên đi hen, là xe chỉ luồn kim. Đáp án thứ hai á, cưỡi ngựa xem hoa. Trời ơi, mẹ đoán được đúng cưỡi ngựa. Ba cũng gợi ý cũng là tinh tế Đà Lạt, em biết cưỡi ngựa liền à. Hơi tiếc là ba bị phạm quy. Đó này, chân ướt chân ráo. Trời ơi, chân rồi ướt rồi, có thêm cái chân nữa là ráo liền ra được cụm từ. Tiếc quá mình chưa vượt qua được, coi như mình tặng 20 điểm cho hàng xóm. Chúc mừng ba Dũng và mẹ Phương. Ngay sau đây sẽ là thử thách thứ hai tại vòng thi đấu Ai là siêu nhân. Thì đương nhiên là ba mẹ là siêu nhân rồi. Quan trọng là ba mẹ có sự chính xác hay không và nhanh chóng tận dụng khoảng thời gian chỉ có sau 10 giây mà thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu, thách đấu với nhau bằng số giây nha. Có 6 chiếc ly là mục tiêu để hạ gục. Chỉ cần mỗi chiếc ly đều có bóng bàn trong đó, coi như là được hợp lệ. 2-3 trái bóng chúng tôi cũng tính là một lượt hợp lệ. Như vậy thì các con ơi, các con hãy dự đoán xem với số giây nào thấp nhất
thì đội đó được quyền bước vào vòng thi đấu này. Bây giờ thì chắc có lẽ là cô mời Minh Đan trước đi. Dạ thưa cô, là con sẽ chọn 58 giây. 58 giây cũng hợp lý luôn. Thưa cô, là con sẽ chọn 57 giây. 57 giây nó nhích về cố một chút xíu rồi. 57 giây là phải cách biệt nha con nha. Dạ thưa cô, là 50 giây. 50 giây đó, có một sự cách biệt rồi. Bây giờ 50 giây. Dạ 47 giây. 47 giây rồi, cô mời con. Nhường bạn. Con nhường hả? Con vẫn không chắc hả? Dạ. Rồi, vậy thì cuối cùng là gia đình của bé Phương Anh, ba mẹ sẽ tham gia trò chơi này. Ba Dũng và mẹ Phương đang sẵn sàng ở vạch đích của mình. Chúng ta không được chạm vào vạch đen cũng như không vượt qua cái vạch đó. Mỗi lần lấy bóng thì mình cố gắng mình chồm lên để mình lấy. Mình phải ném bóng làm sao bóng phải chạm vào mặt bàn, chạm mấy nhịp cũng được, miễn là lọt vào trong ly là hợp lệ. Và ba mẹ cố gắng làm sao chinh phục được cả 6 cái ly phải có bóng trong đó nha. Chúc cho ba mẹ may mắn với 47 giây. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ném đi, ném đi. Ném luôn. Ném nhanh lên, nhanh lên, lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Bóng rất nhiều, bóng rất nhiều, đừng chậm chạp nha. Phải tận dụng những khoảng thời gian quý báu của mình. Cố lên. Ném đi nào. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Cố lên. Những cái đầu mình có thể mình cầu may, nhưng mà càng về sau mình càng quen với quỹ đạo đường đi của trái bóng. Cố gắng làm sao mà bóng chạm nhịp lên bàn và lọt vào trong ly nha. Cố lên, cố lên. Nhìn thì tưởng là đơn giản, nhưng mà làm á thì đòi hỏi phải chính xác. Trong này là có sự nhịp thở đó, rất tốt. Ba ghi được một bàn thắng rồi, một điểm rồi, còn 5 điểm nữa. Cố lên, thời gian vẫn còn, thời gian vẫn còn. Cố gắng lên, tập trung nào, ném nhanh nhanh, ném lia ném lịa. Hết bóng trên rổ thì mình đồng mình đi lượm bóng ở dưới nào. Cố lên, còn 3 mục tiêu nữa, cố lên. Hết giờ. Ba mẹ thấy sao ạ? Cái này khó. Khó nhất là như thế nào ạ? Nó phải tưng lên một cái này nó mới vô. Dạ đương nhiên. Mà làm sao để vô được đây? Hên xui hay sao ạ? Không phải căn. Dạ. Nói chung là mới đầu này chưa quen tay, nhưng mà dần dần nó quen tay rồi thì hết giờ. Dạ thật đáng tiếc. Lúc mà mình quen tay mình ghi được 4 bàn thắng, hy vô 4 vị trí khác nhau. Nhưng mà thật đáng tiếc là gia đình mình không vượt qua được thử thách này. Nên 20 điểm thuộc về gia đình của ba Vũ và mẹ Vi. Xin chúc mừng. Như vậy tỷ số hiện tại sau khi khép lại 2 vòng thi đấu, chúng ta có được tổng tỷ số là 50 và 20. Xin chúc mừng đội về nhì ngày hôm nay, đó chính là gia đình của ba Dũng và mẹ Phương. Đây, 2 triệu đồng thuộc về đội về nhì ngày hôm nay. Xin chúc mừng gia đình của con gái. Phương Anh ơi, bữa nay con thấy mẹ Phương cùng với ba Dũng thi đấu như thế nào nào? Dạ, rất là làm hết mình. Dạ, hết mình luôn, hết sức đúng không? Không cần biết là kết quả ra sao, miễn là mình nhiệt tâm với công việc của mình, với mục tiêu mình muốn chinh phục. Và hy vọng là con cũng sẽ là niềm tự hào để khiến cho ba mẹ yên tâm hen. Dạ. Con có muốn hứa gì với ba mẹ không? Dạ, con hứa là con sẽ học thật là giỏi để mà ba mẹ được vui lòng. Đó, nhớ nha. Dạ. Rồi, và trong suốt thời gian chơi ngày hôm nay thì không biết là ba mẹ bên gia đình của bé Minh Đoan có nhận xét như thế nào về bé Phương Anh không? Bé Thiên Anh thì rất ngoan hiền và ăn nói thì nhỏ nhẹ và thương ba mẹ của Phương Anh. Dạ. Dạ vâng, xin chúc cho tất cả mọi người luôn yêu thương với nhau như vậy. Và bây giờ sẽ là vòng thi đấu đặc biệt dành cho gia đình của bé Minh Đoan.